mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 26. Loạn xương, phong thấp, thấp khớp, thấp đa khớp, thoái hóa cuộc sống, bệnh liên quan đến xương. Ăn gạo lứt muối mè số 7 buổi sáng và trưa, chiều ăn cốm với mè rang không muối thay cơm. Ha ha ha, 问什么的说